董明奎，董明奎，董明奎，董明奎，来人呐！người đâu？dạ， bắt hắn lại。走，走，đi。过来。vào đi。犯人董明奎。犯人董明奎，số 3， đi， vào。Xin cảnh đại ca cứu Minh Khôi đi. Đệ muội, muội đứng lên rồi nói. Không phải ta không chịu giúp, thật sự là lần này gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến quan phủ bên trên. Ta cũng không giới tới được. Cảnh đại ca, lần đầu gặp huynh từng nói huynh và Minh Khôi tuy không máu mủ nhưng thân như ruột thịt. Xin huynh niệm tình Minh Khôi từng cứu mạng của huynh, hãy cứu chàng ấy một lần để đi. Cảnh đại ca, đệ muội. Được rồi, để ta nghĩ cách. Muội về trước đi, chờ tin của ta. Dạ. Lão tiên sinh, ngài đến cũng không nói trước một tiếng, dù thế nào cũng phải trả cho ngài một tấm thảm chứ. Câm miệng. Anh nghe đây, nghe thấy chưa? Nghe cái gì? Số nhà phiến này đang nói bọn chúng ở chỗ này quá lâu rồi. Thành tích của các anh khiến cho tôi rất không hài lòng đó. Tôi không thể không đến nhắc nhở anh. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Lauren tiên sinh, ta... Trời ơi, ta không muốn tồn nhiều hàng như vậy đâu. Nhưng mà gần đây, việc kinh doanh nhà phiến ở Giang An ngày càng khó hơn nữa. Có một kẻ tên là Đổng Minh Khôi đốt mất mấy cái quán thuốc phiện của bọn ta rồi. Tối qua nếu không phải ta đưa người đến kịp, e rằng cả kho hàng này cũng không giữ được. Đổng Minh Khôi. Dạ phải. Tôi chỉ quan tâm lượng tiêu thụ mà thôi. Ai có thể tạo ra nhiều lợi ích cho tôi hơn thì người đó sẽ là bạn của tôi. Anh hiểu chứ? Dạ hiểu. Tôi hiểu mà. Đi đi. Đi, nhanh lên. Ngươi đứng đó cho ta. Vào đi, mau lên. Đi.